À, xin chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của em Điền. Không biết là vừa rồi dịp lễ cô chú anh chị mình nghỉ lễ có vui vẻ không ạ? À, em thì về Bình Thuận ăn lễ cùng với gia đình anh chị. Hôm nay em vào lại đây thì em cũng sẵn em quay cái mảnh đất tương đối là gần thành phố Hồ Chí Minh anh chị. Đó thì hiện tại em đang ở đây là ở xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Đó. Thì xã Sơn Bình này, Châu Đức, xã Sơn Bình này thì nói chung là đi chút xíu nữa là qua giáp với Đồng Nai luôn anh chị, Cẩm Mỹ ha, huyện Cẩm Mỹ giáp với huyện Cẩm Mỹ mình ha. Đây, chỗ em thì rất là gần ở cái sông Ray anh chị. Đây, ở đây nổi tiếng là cái hồ sông Ray. À. Và em Điền cũng xin phép giới thiệu với tới với cô chú anh chị mình một cái mảnh đất vườn mà hiện tại là có hơn 2.000 mét vuông. Đó, mặt tiền đường nhựa này thì đâu đó là gần 54 mét anh chị, 54 mét mặt tiền đường nhựa này nhá. Đó, đường thông thoáng ha. Ở vị trí xã Sơn Bình này thì cái khu vực em Điền đang đứng này thì dân cư sẽ hơi thưa chút xíu, nhưng đa số đây là đất vườn anh chị ha. À, từ vị trí đây mà em Điền đi ra được cái đường ngãi giao Hòa Bình á chị, là đi khoảng đâu đó là gần 3 cây số ha, là ra ngoài đường chính đó luôn ha, trục chính đó luôn. Đó, trục chính đó mình sẽ giao với lại đường tỉnh 765, đi ra quốc lộ 1A anh chị. Ra hình như mình đi ra ngoài kia là mình sẽ gặp ngay trung tâm xã Sơn Bình của mình luôn ha, trường học, giáo xứ và ủy ban nhân dân vân vân, đầy đủ tiện ích hết ha. Điện máy xanh hay là bách hóa xanh gì có hết anh chị. Ra ngoài đó không thiếu bất cứ cái gì. Thì chỗ này thì đi ra ngoài trục chính đó thì càng ra thì dân cư càng đông anh chị ha. Ở xung quanh đây thì dân cư gọi là còn thưa. Và bên này có mấy cái nhà yến anh chị, nhà yến. Rồi anh chị, em đi sẽ giới thiệu tới cô chú chị một mảnh đất này ha. Trước tiên vào cái mảnh đất này thì em Điền sẽ nói sơ bộ trước ha. Lúc mình thì có mặt tiền là 54 mét mặt tiền đường nhựa này. Sâu thì 45 mét, hơn 2.000 mét vuông. Có hai sổ riêng luôn nha anh chị. Có chú chị nào mà mua sổ riêng thì bán sổ riêng luôn, bán còn mua cả hai lô thì bán hai lô luôn. Lô mình thì có hướng đông anh chị ha, có mặt tiền hướng đông. Đó, hướng đông. Đây anh chị, đó, ranh mình thì từ đây anh chị ha. Nói chung là cũng là một chủ hết anh chị, cũng là kẹt tiền đó. Cũng là lô đất này cũng là tâm huyết anh chị ha. Đây, ranh thì từ đây ha. Đây, từ đây đổ vào là một bên này á là 35 mét ha, chiều sâu là 35 mét. Đó, là lui kia. Đó, còn đây thì đổ ngang qua là gần 54 mét. Thì nói chung là cái bất động sản này mình thì có hai sổ riêng. Đó, một sổ thì mặt tiền được 28, gần 29 mét. Là lô này ha, sổ lô này nè. Đó, thì bây giờ từ ranh bên kia qua tới đây nè, qua tới bên này là gần đây đây, cái ranh mình đây ha. Đó, ranh móc rõ ràng. Thì tới đây là 29 mét anh chị. Đó, đây qua bên kia là 29 mét. Đó, là một sổ nha, còn bên đây một sổ nữa. Sổ bên này thì khoảng đâu đó là 24 mét, gần 25 mét. Đó, từ đây tiếp tục đi qua bên cột điện bên này ha, là gần 25 mét đó. Tổng cộng là hai sổ luôn là gần 54 mét đó anh chị, mặt tiền đường. Ở bên này thì sâu vào là 45 mét. Đây, sâu vào đây ha. Hiện tại trên đất mình thì gia chủ mình đã mới ươm mít anh chị ha, mít Thái. Nói chung là tính là trồng trọt để mà sản xuất đó, nhưng mà có cái là bây giờ kẹt tiền quá anh chị, ngợp ngân hàng rồi đủ thứ tiền nên là phải bán, đành bán thôi, bán mà bán rẻ nha anh chị. Đấy, em Điền cũng báo giá luôn là anh chị nha, là cái mảnh đất nói chung là cũng có bán rẻ, bán lẻ riêng luôn ha, bán chung cũng được. Nói chung là nếu mà bán hết hai lô này á thì bán là 1 tỷ 9 anh chị ha, 1 tỷ 9 là hai lô luôn đó.
Còn mà nếu bán lẻ thì cái lô này mặt tiền được hết ít hơn là 24 mét ha. 24 gần 25 mét thì lô này bán 900. Còn lô bên kia gần 29 mét đó thì bán 1 tỷ anh chị. Nói chung là xem đâu đó là 30 mấy triệu một mét vuông, à 1 mét ngang thôi chị, xin lỗi chị. 1 mét ngang nha. Đó. Khí hậu ở đây thì khỏi nói rồi, mát mẻ. Đó. Đất cực kỳ tốt luôn nè. Đất là dường như là đất đất đỏ đó, cực kỳ màu mỡ luôn ha. Đây thì bên này thì đang trồng mít với xen kẽ là trồng bắp nè chị ha. Còn bên kia thì mít cũng là trồng mít nhưng mà xen kẽ gia chủ mình trồng cỏ nuôi bò anh chị. Đó. Xung quanh nè, bên đối diện là vườn tiêu này, nó rất là tốt luôn. Đất nhìn cây có là mình biết đất như thế nào rồi ha. Rất là tốt. Đất mình thì tương đối là bằng phẳng, không có trũng quá anh chị. Tương đối bằng phẳng với đường ha. Rất là đẹp. Anh chị, đất mình đặc biệt nha, đặc biệt là gần cái hồ sông Ray anh chị. Đây, hồ sông Ray này, đó. Bên nói chung là hồ sông Ray này thì có giáp với lại Sơn Bình mình và bên Xuyên Mộc cũng có và bên Cẩm Mỹ Đồng Nai ha. Sông Ray này giáp, nói chung là giáp ở Đồng Nai, Xuyên Mộc và bên châu Đức mình ha. Rất là rộng, hồ này rất là rộng. Đó. Hiện tại thì cái hồ này thì có cái quy hoạch đường vành đai quanh hồ rồi. Đó, hiện tại thì chưa có thôi nhưng mà hiện hữu có mấy con đường nó có sẵn rồi anh chị. Ở đây thì làm nhà vườn là quá tuyệt vời luôn anh chị ơi. Khí hậu cực kỳ mát gần hồ nữa. Anh chị có chú chị nào mà đam mê cái bộ môn câu cá ở đây là hết bài luôn, đúng bài luôn anh chị. Nói chung là theo em Điền coi thì em Điền được biết á, thì xung quanh cái hồ sông Ray này có những cái nhà vườn ha, nhà vườn ở nè và nhà vườn kinh doanh nha, kinh doanh cho thuê, rồi khu câu cá giải trí là rất là nhiều. Nói chung là cái chỗ này thì em Điền thấy là tương lai có tiềm năng phát triển về du lịch đó anh chị. Đường giao thông thông thương ha. Nói chung là đường mình đường nhựa nhưng mà thông hết, đường này thông ra được lại ngã giao Hòa Bình luôn. Đường này thì thông xuống dưới hồ sông Ray này ha. Nói chung là ra đây là đường có tên đường luôn, ở ngoài đây có tên đường luôn, đường ông Thôi anh chị, đường ông Thôi ha. Thông ra đường ông Thôi này mình thông ra được ngã giao Hòa Bình đó, đi 3 cây số anh chị ha. Từ Sài Gòn mà cô chú chị về đây thì mất đâu đó khoảng là chắc 2 tiếng chưa tới anh chị. 2 tiếng chưa tới. Lên thành phố Hồ Chí Minh khoảng 80 cây à. Mình đi ra ngã giao Hòa Bình này mình rẽ phải á, mình đi Hồ Chí Minh được ha. Và đi chút xíu là ra Lâm Sang, ra Cẩm Mỹ rồi, Lâm Sang Cẩm Mỹ đó. Rất là gần. Đó. Mà tính ra cũng rất là rẻ anh chị. 54 mét mặt tiền mà có tỷ chính à. Mặt tiền đường nhựa sâu 45, bên này 45, bên này 35 mét ha. Rồi cô chú anh chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì hãy liên hệ em Điền nha. Rồi em Điền xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip của em Điền. Và em Điền cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị những clip sau nha. Xin chào.